Hôm nay mình ghé đến đây vào tiệm Mama Street Food gọi mấy món đang ăn, chờ đồ ra. Thì ở đây nó không có bán bia, mình kêu cùng bia ngồi đây luôn, ăn tại quầy vỉa hè luôn nha. Mà bữa nay sao không có nhạc không biết nữa. Rồi đây là nhiều người đến đây cũng hay ăn lắm. Đây là địa chỉ nè, địa chỉ Mama Street Food, 6467 Sterling Road, Davie, Florida 33314. Số điện thoại luôn là 954870 5171 nha. Tại đây ăn thì họ bán nhiều lắm, ra ngoài ăn trước khi mua đồ phải vô trong tính tiền rồi mới đem ra đây lấy tiền trước. Bây giờ ngồi chờ đây ăn. Ok, giờ bia ha, bây giờ uống bia. Dạ, ha. Bao nhiêu món? Dạ, bao gồm sẽ có một cua rang muối, ba phần cháo đồng, một phần sốt gà cay, một ốc hương cay đa xào dừa, một phần chim cút, một phần ngũ sả. Dạ, nghiêu áp sẻ nè. Đây là trong quầy Mama Food Street. Tổng cộng bao nhiêu? Ok. Rồi. Ô đây receipt rồi. 130 mấy đâu ha? Dạ 100. Dạ của chú tổng cộng 156.99, không bao gồm tiền tip dạ. Ồ nhưng mà ở cái này là chứ không phải tip. Thôi tip. Cho cô, tại cô chưa tính tiền á, thì cái giá nó không phải tính tiền ra. 100 Rồi, tiền tím. Cái này mới chỉ bỏ trên bàn. Tiền tím đồng hả? Hả? À. Chú cứ coi ra, nó đồng mà chú hiên. Một đồng là, con không biết đồng hả? Không. Đây các bạn, món ốc xào dừa. Rất là ngon. Cái này là phải ốc dừa, ốc dừa. Dừa, nước dừa. Còn cái này là cháo lòng. Cháo lòng đặc biệt nha. Có hủ tiêu hả? Cháo lòng đặc biệt. Hình như coi trong dạ này không? Dạ dữ vậy. Ừ. Coi trong này, để nó qua tiêu rồi. Dạ không á. Còn á. Cháo lòng nè. Wow. Gia vị ngon á. Bỏ bỏ giá vô ăn, ăn ngon lắm. Ăn không? Ăn chưa? Mấy cái chén này nè, ta múc ra. Chén cái tô nó bự quá. Wow, nghiêu nữa ha. Con này là cream nghiêu nè, nghiêu nữa rồi sụn gà rồi lát nữa nè. À, món đặc biệt. Đã, lòng gà của gà có lòng nữa. Ồ, trứng non nữa, lòng gà ngon lắm á. Lòng gà trứng non cũng ngon nữa, đặc biệt luôn á. Cháo ngon. Ăn ốc. Sụn gà chiên giòn ha. Ngon. Ăn chưa ngon. Thì gọi bé Năm nó hay làm món này nè. Sụn gà chiên giòn để tôi thử cái kiểu này sao. Này là chim cút nha, chứ không phải là món vũ nữ chân dài ha. Chim cút, này là chim cút. Dạ ăn thử thì ngon, húp nước này vũ ngon. Vũ nữ chân dài là khác. Húp nước này ngon. Ngon. Thử món gà này nha các bạn. Nãy giờ cháo lòng, cháo gì ăn ngon lắm, quá ngon. Đồ ở đây làm ngon nha. Mama Street Food. Ai ghé qua bên này thì ghé qua đây này ăn Koda nha. Có để địa chỉ cho các bạn đó. Bây giờ món gì nữa? Wow, món cua nữa ha. Đây. Tôm hùm mà không có mùa cho nên không có tôm hùm. Như Vietnamese. Như thấy cặp phía trước. Đây, món cua rang muối. Có những dumpling crab hả? Ốc. Dạ, bây giờ giao. Ngon, nhìn cái tay dưới đây nè. Đâu nhầm nè. Ngon,
quá trời ngon luôn á, đồ ăn nhiều quá không? 8 món chắc ạ. 8 món ha. Cháo lòng. Ốc. Ốc xào dừa. Con này con chim cút là 3. Là của ai? Cua là 4, cái này là 5, 6. Con nghêu là 7. 7 món. 7 món à? Rồi nhớ mình trả tiền cái gì á, này. Giờ ấy là có chút xíu. Rồi chà, mà cây à. Con phẩm á. Đây cây đàn bỏ quên nha các bạn. Hấp trước. Hấp chừng nước nó sôi xong cho bỏ vô cháo. Rồi nè. Lên garlic powder. Tỏi làm cái đi. Cho bỏ vô cái air fry cho nướng. Cho mình 7 phút. 67 phút đừng có. Ok. Is everything okay? Không có gì hả? Ok. Ok, say hi to ba mẹ Sophia. Không, bà có đi không vậy? Có, đang đi ra nhà. Đứng đi phòng. You've arrived at your destination. Quá trời cây sinh như này. Wow. Quá trời đẹp luôn à. Đúng rồi. Đúng rồi, chạy xuống nghe các bạn. Ở đây là ở trong casino Hard Rock Casino. Hard Rock Casino ở Fort Lauderdale. Muốn bo nha các bạn. Đây là trong bo. Nếu các bạn nào mà đã vào Hard Rock Hotel thì các bạn biết ở trong này nó lớn cỡ nào và nó đẹp như thế nào thì chắc mọi người đều biết. Còn những, mình quay cho những ai chưa vào đây xem thử cái trong này trang trí và nó lớn. Một cái casino, một cái khách sạn rất là lớn nha. Ở ngoài nhìn cái đàn rất là nhỏ nhưng mà vào đây vào bên trong rồi đó, nó rộng lắm, rộng thênh thang. Bán đồ rất đắt. Đủ thứ đồ hiệu. Bây giờ năm này 2024 cũng lại tiếp tiệm bánh mì Paris bánh mì nha các bạn. Bây giờ đang từ phi trường
một đoàn đang đến đây vào chỗ này ăn. Năm vừa rồi có đi rồi, năm nay có thêm mấy nhân vật nữa, mấy đại gia lại đi nữa đó. Bây giờ chuẩn bị vô đây ăn. Năm vừa rồi đi lại chỗ này ăn mì Quảng rất là ngon, cho nên năm nay lại ăn tiếp. Rồi rồi vào, mời 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 vào tiệm nha. Tiệm giống như mặt mày bún riêu quá ngon luôn nè, ngon ngon bún riêu ngon. Cái giò heo nữa ha, bún riêu, mì Quảng, mì Quảng, đậu phộng, bánh tráng, rau, quá ngon luôn. Bên này cũng mì Quảng nè, bún riêu. Bây giờ còn hai tô mì Quảng nữa ha. Ngon lắm, thấy ngon. Từ đó, từ đây tới cái chỗ mình nó có 20 mấy phút. Mì Quảng đặc biệt nha. Có hai con tôm sườn nè, sườn vô. trứng cút, tô mì Quảng rất đặc biệt. Đây là một tô như vậy, rồi một tô bỏ rau, mì Quảng bỏ rau sẵn nha. Xin mời, xin mời. Xin mời. Wow, ngon quá không? Rau là vô nè. Bây giờ xin mời nha. Xin mời, xin mời, xin mời, xin mời. Thử gắp miếng đầu tiên nha. Quá ngon luôn. Rồi đậm đà, năm vừa rồi đã ăn rồi. Năm nay ăn lại, ghé ăn thấy ngon lắm. Ăn lại, năm nay ghé ăn lại nha. Mì Quảng là thèm rồi. Mời. Giống như anh ngon ha, cái racker mình nó có sẵn. Ngon. Và anh chỉ cuối năm anh chỉ dựa theo cái racker của nó. Rồi xin mời các bạn. Đây các bạn, bây giờ chiếc cầu đang dỡ lên để cho chiếc tàu đi vào. Trước khi đi chiếc tàu đi vào thì có chiếc cầu bon của cảnh sát nó dẫn đường. Nhưng mà chỗ này thì cũng nhỏ rồi, những chiếc tàu nhỏ đi vào thôi. Mỗi khi mà dỡ cầu này thì hai bên đường sẽ chặn xe, không cho xe qua lại. Cho chiếc tàu bơm, chiếc tàu bơm nó chạy vô, tàu bơm nó cao quá, mấy chiếc tàu bơm luôn các bạn, tàu bơm nó chạy vô thôi chứ không có tàu gì hết. À, cho chút. Chiếc tàu bùm đang tiến vô đó. Còn chiếc tàu bùm nó cao quá thôi. Bùm nó cao quá. Tiến vào.
nhau quá bây giờ. Đó là những tiếng còi đang báo hiệu cầu đang hạ xuống từ từ. Chưa, nó chưa xuống lại. Giờ nó hạ xuống lại nè. Hai bên đường luôn nha các bạn. Thấy không? Bây giờ hạ một bên xuống trước. Rồi, còn xuống. Quá hay. À. Tao chở cái nguyên cái dàn tivi ra biển luôn nè. Rồi, tối quá không thấy hả? À, quảng cáo đang đánh banh Hockey á. À. Ở đây biển luôn. Đó, biển rồi cho mọi người coi luôn rồi. Đây là tiệm Crazy Buffet. Mình đã đến đây vào tháng 8 năm vừa rồi. Bữa nay tháng 4 năm sau mình trở lại. Cái tiệm này ăn rồi đã rất là ngon, cho nên mình sẽ trở lại đây hôm nay để ăn buffet chỗ này. Nó có cái sushi, seafood sushi rất là ngon nha. Nó có mực, có đồ tươi lắm. Đồ ở đây rất là tươi. Bây giờ mình sẽ vào đây review lại cho các bạn cùng xem nha. Rồi sẽ đánh cái địa chỉ phía dưới nếu có ai đến đây. Ở đây là thuộc là West Palm Beach thì sẽ ghé đây ăn. Cái tiệm rất là ngon. Mình không phải là quảng cáo cho cái tiệm này đâu nha, nhưng mà đồ ăn rất là ngon thì mình sẽ nói đồ ăn ngon cho các bạn cùng thưởng thức sau này. Nếu có dịp đến đây sẽ vào để cái địa chỉ. À, xin mời vào. Bây giờ là phía trong này nè, cái cũng video phía trước năm trước có quay rồi. Thì trong này nó có nuôi những con cá koi. Khung cảnh phía trước. Vô đây nè, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Bữa trước đã có quay rồi nha, bây giờ sẽ quay lại. Bây giờ những món sushi salmon tuna. Cái này là cái tilapia tôm. Đây là cá, đây là cá tan taki, cái gì? Cái gì đó mà cái cá này. Ở đây nó có mực, không có mực, cái mực.
chỉ lên như sau nha các bạn. Ở bên đó là phần đầu xào, phần đầu xào nha. Đầu xào trên này nó có gì? Phần đầu xào bây giờ họ vô họ xào nha. You have address for this one? The address? Right here. Đây là cái địa chỉ nha các bạn. Chỗ này đó. Đây là cà phê. Có số điện thoại luôn nha. Hello. Hi, say hi everyone. Hi everyone, is this YouTube or what? Yes. Oh, hi. Hi, I'll see you soon. Okay. Chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái dĩa, mình sẽ làm một dĩa sushi. Giờ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Đây. Mình lấy. Hai miếng xong anh đi. Hai miếng xong nè. Miếng cái này luôn. Cái này nè. Này là mực nè. Mực. Còn ngon, mực này nó còn ngon tươi lắm. Rồi, cái này là cá tuna nó đốt. Nó hơi chín. Bây giờ đây là mực phụ. Đây là cá không phải là
Okay. Okay, you get some ass. Trứng nè. Một cái trứng xong mình nè. Đấy, có gì dễ là được không? Lo quá trời đã luôn. Bây giờ sẽ qua lấy nước sốt tương. Lấy wasabi. Vào nha, vào ăn. Bây giờ vô kiếm cái bàn. Mình có bàn ở trong. Ngồi đâu? Wow. Ủa, tụi lính ngồi đâu? Ở trời ơi, tôi có bia nữa, tôi bia nữa hả? Ồ, ngon cái gì? Ủa, wow, sao ăn đậu xào chứ hả? Ăn đậu xào, 5 đậu xào. Sushi anh Minh, đậu xào không hả? 700 ngàn rồi. Wow, sushi không? Cái này nãy nó là bao nhiêu phần? 700 ngàn rồi. 25 đô. 25 hay 26? 26. 26 đồng một người cũng rẻ à. 750. Tiền Việt Nam trời ơi, rồi tiếng Việt Nam mới Mỹ là lâu rồi. Em đừng có mấy người Việt Nam mới qua tôi nói không sao. Bạn số tiền mấy đừng có 700 ngàn, 400 ngàn. Ai biết cái số tiền nhiêu đổi là nhiêu đâu. Ok, mời nha, mời các bạn cùng dùng nha. Hồi bữa trước là ăn 3 dĩa này luôn. Đây, bây giờ lấy dĩa Snow Crab cho mấy chị phụ nữ nha. Chắc là mình ăn rồi. Đây, 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 mời. Bây giờ nó đang mới ra á. Nó mới ra, mới ra. Ngon không? Snow Crab. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy mực, ăn mực. Rồi ăn mực nha. Chính mực, mực ăn. Mực pizza, mực. Cái mực thì ăn cá chứ này. Cá thịt, cá salmon nè. Đây là cá salmon nha. Chiên bơ. Trứng bơ. Rồi. Bây giờ đây là tôm. Làm bột chứ bơ. Rau. Ôi nhìn. Với cái tôm còn hơn. Đang tôm. Đây là mực nữa, mực xào nè. Mực xào.
Good. Đây là đĩa thứ hai. Đĩa thứ hai nha. Cua ngon không? Ngon. Tiếp đĩa thứ ba nha các bạn. Đây. Ớt thôi. Ok. Miếng cá rồi đó. Bây giờ chạy vô đây chơi, vô đánh bài. Ai muốn đánh bài thì chạy vào đây, ai muốn uống cà phê phi cũng vào đây. Cuốn video đến đây chúng tôi xin tạm biệt. Chúc tất cả anh chị và các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin tạm biệt.